Cam xoàn Phụng Hiệp được chính thức bảo hộ nhãn hiệu từ năm 2016 với kỳ vọng cây trồng này đổi đời người dân huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang. Tuy nhiên, vài năm gần đây, do ảnh hưởng bởi dịch bệnh, giá cả bấp bênh, cam xoàn đứng trước nguy cơ bị xóa sổ. Theo thống kê, tổng diện tích cam xoàn ở huyện trên hiện chỉ còn khoảng 500 hectare, giảm hơn 200 hectare so với năm 2016. Trong đó, hợp tác xã cam xoàn Phương Phú, nơi sản xuất cam xoàn hiệu quả nhất của huyện, cũng chỉ còn khoảng 10 hectare, giảm 20 hectare so với cách đây 2 năm. Nguyên nhân diện tích cam giảm mạnh là vì dịch bệnh vàng lá gân xanh, chi phí đầu tư tương đối cao trong khi giá bán lại ở mức rất thấp. Ông Nguyễn Văn Ơn, thành viên hợp tác xã cam xoàn Phương Phú cho biết, đất thổ nhưỡng ở Phương Phú thích hợp với cây cam xoàn. Chất lượng trái được đánh giá có mẫu mã và chất lượng ngon hơn các vùng khác. Tuy nhiên, chi phí đầu tư quá cao, trong khi giá bán lại ở mức thấp khiến nông dân thua lỗ, nên không ít người đốn cam, chuyển sang trồng tràm.